còn kính mừng ca ngợi cha Thánh Giuse. Người là cha Thánh yêu thương giàu lòng nhân hậu, danh người dạng người tỏa lan đến khắp năm châu, hương thơm thánh thiện tỏa bay đi khắp hoàn cầu. Xin dâng lời ngợi ca ca mừng cha Thánh Giuse, gương nhân hậu cần lao khiêm nhường công chính khiết chính. Xin dâng lời ngợi ca ca mừng cha Thánh Giuse, xin dâng lời ngợi ca ca mừng công đức cao đầy. Chúng con kính mừng ca ngợi cha Thánh Giuse, người được Thiên Chúa yêu thương trọn gọi giữa đời, dâng lời cảm tạ hồng ân Chúa đã thương ban, muôn muôn thế hệ ngợi khen Thiên Chúa uy linh. Xin dâng lời ngợi ca ca mừng cha Thánh Giuse, gương nhân hậu cần lao khiêm nhường công chính khiết chính. Xin dâng lời ngợi ca ca mừng cha Thánh Giuse, xin dâng lời ngợi ca ca mừng công đức cao đầy. Cha Thánh Giuse, đời đời vinh phúc bên ngai tòa của Chúa Trời, xin người rủ tình nguyện thương ghé mắt trông nom đến các gia đình, nguyện xin nâng đỡ phụ trì. Xin dâng lời ngợi ca ca mừng cha Thánh Giuse, gương nhân hậu cần lao khiêm nhường công chính khiết chính. Xin dâng lời ngợi ca ca mừng cha Thánh Giuse, lời ngợi ca ca mừng công đức cao đầy. Xin dâng lời ngợi ca ca mừng cha Thánh Giuse, gương khiêm nhường cần lao nhân hậu công chính khiết chính. Xin dâng lời ngợi ca ca mừng cha Thánh Giuse, xin dâng lời ngợi ca ca mừng công đức cao đầy. Xin dâng lời ngợi ca một đời chăm sóc bảo vệ thánh gia. Xin ca tụng kính mừng Thánh Giuse, người là gương cần lao trọn đời sống khiêm tôn, luôn thi hành thánh ý Chúa trọn đời. Xin cầu bầu cùng Chúa cho chúng con luôn trung thành yêu mến Chúa hết lòng. Xin cầu bầu cùng Chúa cho chúng con luôn trung thành yêu mến nhau trọn đời. Kính mừng Thánh Giuse, nguyện người thương chờ che, nguyện người thương gìn giữ những tâm hồn con cái đang gặp khó khăn. Xin ca tụng kính mừng Thánh Giuse, người hằng luôn cầu thay
Người hằng luôn nguyện giúp cho mọi người đến với Chúa nguyện xin. Xin cầu bầu cùng Chúa cho chúng con luôn trung thành yêu mến Chúa hết lòng. Xin cầu bầu cùng Chúa cho chúng con luôn trung thành yêu mến nhau trọn đời. Xin cầu bầu cùng Chúa cho chúng con luôn trung thành yêu mến Chúa hết lòng. Xin cầu bầu cùng Chúa cho chúng con luôn trung thành yêu mến nhau trọn đời, luôn trung thành yêu mến nhau trọn đời. Xin giữ
được bình an. Xin thương dạy con sống như người, yêu Chúa yêu mọi người suốt đời. Hãy đến cùng Giuse, sẽ chẳng về tay không. Ai chuyên chuyên trong đời, ai gánh vác nặng nề, ai sầu khổ sớm hôm. Hãy đến cùng Giuse, sẽ chẳng về tay không. Từ trong đời bao gian nan muộn phiền, xin dâng trao cho người sẽ chẳng về tay không. Hãy đến cùng Giuse, sẽ chẳng về tay không. Ai chuyên chuyên trong đời, gánh vác nặng nề, ai sầu khổ sớm hôm. Hãy đến cùng Giuse, sẽ chẳng về tay không. Bao ưu tư trong đời, bao gian nan muộn phiền, xin dâng trao cho người sẽ chẳng về tay không. Hãy đến cùng Giuse, sẽ chẳng về tay không. Ai chuyên chuyên trong đời, ai gánh vác nặng nề, ai sầu khổ sớm hôm. Hãy đến cùng Giuse, sẽ chẳng về tay không. Từ trong đời bao gian nan muôn phiền, xin dâng trao cho người. Công chính luôn sống hy sinh, luôn sống quên mình, âm thầm miệt mài lao động, sống xin vâng cho trọn thiên ý. Giuse gương sống nhân hiền, tràn đầy phúc thiêng, gương lành tỏa chiếu, xin thương đoàn con khổ sầu, lầm than giữa nơi trần gian. Nguyện xin thánh cá Giuse cầu bầu cùng Chúa cho con sống đời bác ai công bình, để trở nên người công chính. Chúa cho con sống đời phó thác tin cậy, để ngày sau hưởng phúc thiên đàng. Chốn cơ hàng
đêm khóc than kiếp dương gian muôn ngàn nguy biến. Du xe gương sông nhân hiền tỏa muôn ngát hương trên tòa cao sang, xin thương đoàn con đọa đầy. Lạy Chúa, con tin thần có một Đức Chúa Trời là Đấng thương phạt vô cùng. Con lại tin thần Đức Chúa Trời có ba ngôi, mà ngôi thứ hai đã xuống thế làm người, chưa chịu chết mà chuộc tội cho thiên hạ. Mấy điều ấy cùng các điều hội thánh dạy, thì con tin vững vàng. Vì Chúa là Đấng thông minh và chân thật vô cùng, đã phát triển cho hội thánh. Amen. Lạy Chúa, con trông cậy vững vàng vì công nghiệp Đức Chúa Giêsu, thì Chúa sẽ ban ơn cho con giữ đạo nên ở đời này, cho ngày sau được lên thiên đàng xem thấy mặt Đức Chúa Trời, hưởng phúc đời đời. Vì Chúa là Đấng phép tắc và lòng lành vô cùng, đã phán hứa xưa ấy chẳng có lẽ nào sai được. Amen. Lạy Chúa, con kính mến Chúa hết lòng hết sức trên hết mọi sự. Vì Chúa là Đấng trọn tốt trọn lành vô cùng, lại vì Chúa thì con thương yêu người ta như mình con vậy. Amen. Đoàn con nay đến trước tòa với lời kêu khấn thiên tha, nguyện trong thánh ca thương dung xin ơn Chúa ban tràn hòa. Ôi thánh ca du xê, xin ra tay cứu vớt.
đấng gìn giữ đấng cứu thế. Vạn trăm năm của Đức Trinh Nữ Maria, Chúa đã trao con một của Chúa cho Ngài. Mẹ Maria đã tin tưởng vào Ngài. Chúa Kitô đã lớn lên thành người cùng với Ngài. Lạy Thánh Giuse Diêm Phung, xin cùng hãy tỏ ra Ngài là Cha của chúng con và hướng dẫn chúng con đi trên đường đời. Xin ban cho chúng con ân sủng, lòng thương xót và lòng can đảm, và xin bảo vệ chúng con khỏi mọi sự dữ. Amen. Lời Chúa trong Tin Mừng theo Thánh Matthew. Khi tỉnh giấc, ông Giuse làm như sứ thần Chúa dạy và đón vợ về nhà. Ông không ăn ở với bà cho đến khi bà sinh một con trai, và ông đặt tên cho con trẻ là Giêsu. Kính mời cộng đoàn ngồi. Đức Thánh Cha Pio thứ 9, một vị giáo hoàng có lòng sùng kính Thánh Giuse đặc biệt, đã viết về Thánh Giuse như sau: ngoài Đức Mẹ ra thì trên trời dưới đất không tìm được vị thánh nào có thần thế để bên vực giáo hội cho bằng thánh cả Giuse. Với vai trò là bạn trăm năm của Đức Trinh Nữ Maria và là cha nuôi của Đức Giêsu, thiết nghĩ Thánh Giuse phải có một chỗ đứng khá trội trang trong lòng các tác giả Tin Mừng. Nhưng thực tế không hề thấy trong Tin Mừng một lời nói riêng nào của Ngài. Khi được truyền tin, Đức Mẹ còn đối đáp với sứ thần vài lời. Còn trong đoạn Tin Mừng có thể gọi là truyền tin cho Thánh Giuse, chúng ta thấy Thánh Giuse chỉ thinh lặng và thực hiện lời sứ thần Chúa dạy. Tuy nhiên, khi nhìn vào đời sống của thánh nhân, chúng ta nhận ra rằng sự thinh lặng của Ngài không phải là bất động, nhưng là một tiến trình đức tin được biến đổi hết sức tinh tế nhờ sự dẫn đưa của Chúa Thánh Thần. Đằng sau sự lặng lẽ âm thầm đó là cả một thế giới vô hình và chất chứa một sức mạnh thiêng liêng của lòng tin vào Thiên Chúa. Từ chỗ hoài nghi và tìm đường trốn chạy khi đối diện với sự kiện Đức Maria mang thai trước khi hai người về chung sống, đến chỗ nghiêng mình vâng lệnh Thiên Thần khi biết Maria mang thai là do quyền năng của Thánh Thần, và khi nguồn gốc của đấng cứu thế được tỏ lộ rõ hơn qua biến cố Chúa Giêsu được dâng trong đền thờ, thánh cả Giuse lại càng sống trong thinh lặng nhiều hơn. Vì vậy, cuộc đời thinh lặng và thái độ mau mắn làm theo ý Chúa của Thánh Giuse lại trở thành tiếng vang lớn cho các tín hữu ở khắp nơi và qua mọi thời. Giáo hội đã nhận ra vị thế của Ngài trong công cuộc cứu đồ, cũng như sự độc đáo nơi cung cách sống của Ngài, nên đã chọn Ngài làm bổn màng cho cả giáo hội. Nếu như suốt cuộc đời dương thế, Thánh Giuse đã tận tâm tận lực bảo vệ đấng cứu thế, thì ngày nay, được chung hưởng vinh quang trên trời, thánh nhân vẫn đang tiếp tục sứ mạng của Ngài là bảo vệ thân thể nhiệm màu của Chúa cứu thế là giáo hội. Thánh cả Giuse, tuy cao xa mà Ngài lại rất gần gũi, rất thông cảm với nỗi niềm con cái, sẵn sàng ra tay cứu giúp chẳng nề. Sinh thời, thánh nhân đã trải qua cảnh phù nhân trần thế, nếm đủ mọi mùi đắng cay, nên dễ xót thương thân phận lao đao con cái. Trẻ nhỏ Ngài thương yêu, bậc già Ngài săn sóc, chuyện gia đình Ngài giúp đỡ, việc giáo hội Ngài lo toan. Nhất là trong đời sống thường ngày, giữa những thử thách thường xuyên, sự can thiệp của Ngài càng mau mắn hữu hiệu. Lòng Ngài lúc nào cũng sẵn sàng rộng mở. Nữ chân phước người Tây Ban Nha Maria Agreda, trong tác phẩm Thời gian của bà với nhan đề Thành trì Thiên Chúa, đã chép những dòng như sau: sự cầu bầu của Thánh cả Giuse thực là mạnh thế để giúp ta giữ được trong sạch, gỡ mình khỏi tội lỗi,
thêm lòng kính mến Đức Mẹ, được ơn chết lành, khỏi quỷ ma cám dỗ, được sức khỏe phần xác cùng sự cứu trợ trong mọi hoàn cảnh khó khăn, để các gia đình hiếm muộn được sinh con cái. Ước gì giữa lòng năm thánh mừng Kim Khánh giáo phận Phan Thiết, cộng đoàn chúng ta gặp được nơi Thánh Giuse hình mẫu sống đồng, để vững bước tuân hành thánh ý Chúa giữa cuộc sống hôm nay vốn đầy dẫy những thử thách gian truân. Lạy Thánh cả Giuse, xin cầu cho chúng con. Amen. Kính mời cộng đoàn đứng. Lạy Thánh Giuse, vinh hiển trên đời diệu quang, người được Thiên Chúa phong ban tượng lòng cao sang, nhớ khi sanh tiền Cha đã giữ gìn thánh thân, giáng sinh hộ phù đoàn con cái nơi trần mừng lạy Cha chi nhân chi lành là bàn thành xanh đứng nữ trinh nhân đứng Cha làm người soi chiếu muôn nghìn đời nguyện cho con nói kinh nguyện cùng Thánh cả Giuse. Lạy Thánh Giuse, đấng bảo vệ Chúa Giêsu, người ban đời thánh khiêm của Đức Maria, Ngài đã sống và chu toàn mọi trách nhiệm một cách hoàn hảo, để nuôi sống gia đình thánh giá bằng sự lao động của mình. Xin Ngài đói thương che chở những ai đang hướng về Ngài với lòng tin tưởng. Ngài biết rõ những ước nguyện, những lo lắng cùng những hy vọng của con người. Chúng con chạy đến với Ngài vì chúng con biết rằng Ngài là đấng thấu hiểu và luôn bảo vệ chúng con. Chính Ngài đã trải nghiệm những gian nan thử thách và mệt mỏi ngay trong những lo toan của cuộc sống trần thế. Tâm hồn Ngài vẫn luôn tràn đầy niềm vui và bình an nhờ kết hợp mật thiết với con một Chúa và mẹ Maria, thân mẫu diệu hiền của đấng được Chúa Cha trao cho Ngài chăm sóc. Xin Ngài giúp chúng con hiểu rằng chúng con không lao động vất vả một mình, nhưng có Chúa Giêsu luôn ở cùng chúng con. Như xưa Ngài đã từng sống, từng đón nhận và hiện diện bên con một Chúa Cha. Xin Ngài truyền cầu cho mỗi gia đình, mỗi ngành nghề và những nơi làm việc được thánh hiến trong tình bác ái, trong sự kiên nhẫn và công lý, biết quyết tâm thực thi những điều thiên hào. Hầu Thiên Chúa thương ban muôn phúc lành trên mọi người chúng con. Amen. Chúng con trông cậy ra Thánh Đức Mẹ Chúa Trời, xin Chúa che chở mọi lời chúng con nguyện. Trong cơn gian nan thiếu thốn, Đức Nữ Đồng Trinh hiền vinh sáng lan, hằng chiều chúng con trao khỏi mọi sự dữ. Amen. Lạy rất thánh trái tim Đức Chúa Giêsu, thương xót chúng con. Lạy trái tim cực thanh cực tình rất thánh Đức Bà Maria, cầu cho chúng con. Lạy ông Thánh Giuse là bàn thánh sạch Đức Bà Maria trọn đời đồng trinh, cầu cho chúng con. Xin kính mời cộng đoàn phục vụ an toàn.
Kính thưa cộng đoàn, để các cử hành phụng vụ hôm nay được trang nghiêm và sốt sắng, xin lưu ý cộng đoàn một số điểm sau: thứ tự đoàn rước, bình hương, tàu hương, thánh giá, nến cao, sách tin mừng, quý cha đồng tế. Xin anh chị em giáo dân không đến gần lễ đài để quay phim và chụp hình. Phần sự này đã có những chuyên viên đảm trách. Xin mọi người để chế độ im lặng hoặc tắt điện thoại để giữ bầu khí thánh thiêng trong phụng vụ. Kính thưa cộng đoàn, trong chương trình cử hành năm thánh hôm nay thứ ba ngày 19 tháng 3 năm 2024, mọi thành phần dân Chúa trong giáo phận Phan Thiết hiện diện nơi đây để tôn vinh thánh cả Giuse, bàn trăm năm Đức Trinh Nữ Maria, đấng bảo trợ Chúa Giêsu, bổn mạng Giáo hội Hoàng Vũ, Giáo hội Việt Nam, bổn mạng giới gia trưởng và nhà hưu dưỡng giáo phận Phan Thiết. Và Ngài cũng là quan thầy của vị cha chung giáo phận, cha tổng đại diện, quý cha và nhiều người. Hiệp ý với Đức Giáo phận, với Đức Giám mục Giáo phận, chúng ta cầu nguyện cho Giáo hội Hoàng Vũ, Giáo hội Việt Nam và giới gia trưởng noi gương thánh cả Giuse luôn chu toàn sứ mạng của mình là khí cụ đắc lực của Thiên Chúa trong chương trình cứu độ nhân loại. Cách đặc biệt, chúng ta dâng thánh lễ nơi phần đất sẽ xây dựng nhà hưu dưỡng linh mục giáo phận Phan Thiết. Chúng ta không quên cầu nguyện cho quý cha cố đang hưu dưỡng tại giáo phận. Các linh mục đã đến tuổi về hưu theo luật định, các ngài được quyền nghỉ ngơi, không còn là chủ chăn của bất cứ một giáo xứ hay lãnh nhận bất cứ một nhiệm vụ nào khác trong giáo phận. Giáo phận phải dự liệu việc cấp dưỡng và nhà ở xứng hợp để các ngài an tâm tĩnh dưỡng và dùng nhiều thời gian chìm sâu trong cầu nguyện và khám phá ý nghĩa chiêm niệm của đời linh mục, để thấy đời mình vẫn còn hữu ích. Sự hiện diện của các ngài vẫn loan báo tin mừng và xây dựng giáo hội nhân danh Chúa Kitô và trong tư cách Chúa Kitô là đầu và là mục tử. Đó cũng là thao thức khôn nguôi của vị cha chung giáo phận. Từ những ngày đầu tiên về với giáo phận Phan Thiết, ngài đã mong ước có một nơi đủ điều kiện để xây dựng công trình nhà hưu dưỡng linh mục, là nơi đáp ứng các nhu cầu cho các linh mục hưu trí tiếp tục hành trình ơn gọi của mình trong tĩnh dưỡng, cầu nguyện, chiêm niệm và kết hiệp với hiến tế thập giá của Đức Kitô. Bởi đó, Đức Giám mục Giáo phận mong ước mọi thành phần dân Chúa cầu nguyện và chung tay đóng góp để nhà hưu dưỡng giáo phận Phan Thiết được sớm hoàn thành. Cách riêng, trong thánh lễ hôm nay, chúng ta cũng cầu nguyện cho vị cha chung giáo phận, cho cha tổng đại diện quý cha và những ai đã chọn thánh cả Giuse làm quan thầy, biết dấn thân quên mình phục vụ, chu toàn bổn phận mà Chúa và giáo hội đã trao phó. Kính thưa cộng đoàn, chiếu theo sắc lệnh cho phép giáo phận Phan Thiết mở năm thánh của tòa ăn giải tối cao, trong thánh lễ hôm nay, Đức Giám mục Giáo phận sẽ ban phép lành tòa thánh cùng với ơn toàn xá cho tất cả các Kitô hữu hiện diện thật lòng thống hối, được đức mến thúc đẩy và ở trong sự thánh thiện với các điều kiện thông thường, xưng tội, rước lễ và cầu nguyện theo ý Đức Giáo Hoàng. Ngoài ra, các Kitô hữu muốn sốt sắng lãnh nhận phép lành tòa thánh nhưng trong những điều hoàn cảnh không thể hiện diện trong thánh lễ hôm nay, miễn là chính họ với ý hướng đạo đức theo dõi trực tuyến thánh lễ qua các phương tiện truyền thông vẫn có thể nhận được ơn toàn xá theo luật. Giờ đây xin kính mời cộng đoàn phụng vụ đứng đọc kinh năm thánh giáo phận. Xin kính mời quý cha vào đoàn trước. Lạy Thiên Chúa Ba Ngôi Chi Thánh, trong niềm hân hoan cử hành năm thánh mừng kim thánh giáo phận Phan Thiết,
Chúng con cảm tạ Chúa đã quy tụ chúng con từ khắp mọi miền đất nước, đã dạy chúng con biết đón nhận và sống hiệp thông. Hầu chú toàn sư mang loan báo tin mừng, làm cho giáo phận ngày càng phát triển, trở nên dấu chỉ sông đồng về một gia đình Thiên Chúa giữa trần gian. Lạy Chúa Cha là đấng giàu lòng thương xót, chúng con cảm tạ Cha đã cho chúng con được làm người và làm con Cha, cùng công tác để nước Cha chỉ đến và mọi người được đón nhận ơn cứu độ. Xin trong lòng tha thứ những lỗi lầm thiếu sót cùng sự bất trung mà chúng con đã xúc phạm đến Cha. Lạy Chúa Giêsu là đấng cứu độ duy nhất, Chúa đã thiết lập giáo hội là thân thể mầu nhiệm của Chúa, Chúa đã hiện diện và nâng đỡ chúng con qua ân sủng của các bí tích, nhất là bí tích thánh thể. Xin thôi thúc chúng con siêng năng tham dự thánh lễ và chuyên cần cầu nguyện, để mọi người sống hiệp thông và liên đới với nhau. Lạy Chúa Thánh Thần là đấng thanh hoa, xin biến đổi tâm hồn chúng con, giúp chúng con luôn lắng nghe và thi hành thánh ý Chúa, biết khiêm tôn phụng vụ và loan truyền sứ điệp yêu thương của tin mừng. Lạy Mẹ Maria, Mẹ Thiên Chúa, là bôn mang của giáo phận chúng con, Mẹ đã biểu tỏ tình thương của Chúa cách đặc biệt nơi linh địa tà bao. Xin Mẹ chuyển cầu cùng Chúa tuôn đổ muôn ơn lành trên giáo phận và trên mỗi người chúng con. Chúng con xin chúc tụng, tôn vinh và cảm tạ Chúa đến muôn đời. Amen. Mời đoàn rước tiến bước. Chúng con nguyện theo bước chân người xưa khấn xin người thương.
hiền bình, người là nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Nguyện xin ân sủng Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta, tình yêu của Chúa Cha và ơn thông hiệp của Chúa Thánh Thần ở cùng tất cả anh chị em. Xin kính chào Cha Tổng Đại Diện, Đức Ông Phêrô, quý Cha Quản Hạt, quý Cha Bề Trên, quý Cha, quý bề trên, quý tu sĩ nam nữ, các chúng sinh và toàn thể quý ông bà anh chị em. Trong bầu khí mừng Kim Khánh 50 năm thành lập giáo phận Phan Thiết, mỗi tháng vào ngày 12-13 trong tháng, một giới trong cộng đoàn giáo phận về trung tâm Thánh Mẫu Tà Pao để học tập, cử hành và cầu nguyện. Thánh lễ hôm nay trong năm thánh giáo phận một cách đặc biệt trong lịch cử hành năm thánh, có thể nói hướng về các linh mục cao niên trong giáo phận. Chúng ta tụ họp nơi đây, nơi khu đất này vào 3 năm trước, ngày 19 tháng 3, 2021, đã cử hành lễ đặt viên đá đầu tiên xây dựng nhà hưu dưỡng các linh mục giáo phận Phan Thiết và làm phép tượng Thánh cả Giuse bổn mạng của nhà hưu. Trong thánh lễ hôm nay, qua lời bầu cử của Thánh cả Giuse, chúng ta dâng lên Thiên Chúa lời tạ ơn vì những hồng ân, ơn gọi linh mục Chúa đã ban cho giáo phận Phan Thiết của chúng ta. Một trong những công trình mà giáo phận chúng ta thực hiện trong năm thánh này là hoàn thành nhà hưu cho các linh mục. Các linh mục lớn tuổi sau một đời dâng hiến phục vụ giáo hội và giáo phận giờ đây cần được nghỉ ngơi và được chăm sóc. Nhờ lời truyền cầu của Thánh cả Giuse bổn mạng của nhà hưu, xin Chúa chúc lành cho công trình xây dựng tại đây sớm được hoàn thành tốt đẹp. Và giờ đây chúng ta bắt đầu bước vào thánh lễ với lòng chân thành sám hối.
tôi thu nhận cùng Thiên Chúa toàn năng và cùng anh chị em, tôi đã phạm tội nhiều trong tư tưởng, lời nói, việc làm và những điều thiếu sót. Lỗi tại tôi mỗi lần. Vì vậy tôi xin Đức Bà Maria trong đời đồng trinh, các thiên thần, các thánh và anh chị em thân cầu cho tôi trước tòa Thiên Chúa, Chúa chúng ta. Xin Thiên Chúa toàn năng thương xót tha tôi và nhờ lời khẩn cầu và công nghiệp của Đức Maria trọn đời đồng trinh, của hai thánh tông đồ là Phêrô và Phaolô và toàn thể các thánh, xin Thiên Chúa toàn năng thương xót ban cho anh chị em thời gian ăn năn tội thật, làm việc đền tội có kết quả, được lòng biết luôn luôn sám hối và hoán cải đời sống, được kiên vững làm các việc lành. Và khi đã được tha thứ mọi tội lỗi cho anh chị em, thì xin người dẫn đưa anh chị em vào cõi trường sinh. Amen. Xin Chúa thương xót chúng con. Xin Chúa thương xót chúng con. Vinh danh Thiên Chúa trên các tầng trời và bình an dưới thế cho người thiên tâm. Chúng con ca ngợi Chúa, chúng con chúc tụng Chúa, chúng con thờ lạy Chúa, chúng con tôn vinh Chúa. Chúa là Thiên Chúa, là trên Thiên Chúa, là con đứng Chúa Cha. Chúa xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con. Chúa xóa tội trần gian, xin nhậm lời chúng con cầu khẩn. Chúa ngự bên hữu đức Chúa Cha, xin thương xót chúng con. Chúa là Chúa, chỉ có Chúa là Đấng tối cao. Cùng Đức Chúa Thánh Thần trong vinh quang Đức Chúa Cha. Amen. Chúng ta cùng dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa đã giao phó Đức Giêsu cho Thánh cả Giuse và Thánh nhân đã trung thành gìn giữ trong giai đoạn đầu của công trình cứu độ. Xin nhậm lời Thánh nhân cầu thay nguyện giúp cho Giáo hội luôn luôn cộng tác với Đức Giêsu để hoàn tất công trình người đã khởi đầu. Người là Thiên Chúa hằng sống và hiến tri cùng Chúa, hợp nhất với Chúa Thánh Thần từ muôn thuở đến muôn đời. Đoạn sách Samuel quyển thứ 2 cho chúng ta biết Thiên Chúa hứa ban cho miêu duệ và triều đại nhà David được bền vững đến muôn đời.
Trích sách Samuel quyển thứ 2. Trong những ngày ấy, Chúa phán cùng Nathan rằng: Hãy đi nói với David tôi tớ ta rằng: Khi ngày của ngươi đã viên mãn, ngươi sẽ yên nghỉ với các tổ phụ ngươi. Sau đó, ta sẽ cho miêu duệ ngươi lên kế vị, và ta sẽ làm cho triều đại người được vững bền. Chính người sẽ xây cất một ngôi nhà để kính danh ta, và ta sẽ làm cho ngôi báu triều đại người được củng cố đến muôn đời. Ta sẽ là cha của người, và người sẽ là con ta. Nhà của ngươi và triều đại của ngươi sẽ vững chắc đến muôn đời trước mặt ta. Ngôi báu ngươi sẽ vững bền mãi mãi. Đó là lời Chúa. Amen, Chúa. Phaolô ca ngợi đức tin của tổ phụ Abraham. Chính nhờ lòng tin vào Thiên Chúa mà Abraham đã được chọn để trở thành tổ phụ của nhiều dân tộc và được kể là người công chính. Trích thư Thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Roma. Anh em thân mến, không phải nhờ lề luật mới có lời hứa ban cho Abraham hay dòng dõi của ông,
trở nên kẻ thừa kế thế gian, nhưng là nhờ sự công chính của đức tin. Vì thế, do đức tin được coi như là theo ân sủng, lời hứa cho mọi dòng dõi được vững bền, không phải chỉ theo cho kẻ sinh bởi lề luật, mà còn cho kẻ sinh bởi đức tin của Abraham, tổ phụ của mọi người chúng ta. Như có lời chép rằng, ta đã đặt ngươi làm cha nhiều dân tộc, trước mặt Thiên Chúa, đấng ông đã tin, đấng cho kẻ chết sống lại, và kêu gọi cái không có như có. Mặc dầu tuyệt vọng, ông vẫn tin rằng mình sẽ trở thành cha nhiều dân tộc, như có lời đã phán với ông rằng, dòng dõi ngươi sẽ như thế. Vì vậy, ông đã được kể như sự công chính. Đó là lời Chúa. Amen. Chúa cùng anh chị em. Và ở cùng thầy. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Gia-cóp sinh Giu-se là bạn của Maria, mẹ của Chúa Giê-su gọi là Đức Kitô. Chúa Giê-su giáng sinh trong hoàn cảnh sau đây. Mẹ người là Maria đính hôn với Giu-se. Trước khi về chung sống với nhau, đã thụ thai bởi phép Chúa Thánh Thần. Giu-se, bạn của bà, là người công chính, không muốn tố cáo bà, nên định tâm lìa bỏ bà cách kín đáo. Nhưng đang khi định tâm như vậy, thì thiên thần hiện đến cùng ông trong giấc mơ và bảo: Hỡi Giuse, con vua David, đừng ngại nhận Maria về nhà làm bạn mình, vì Maria mang thai là bởi phép Chúa Thánh Thần. Bà sẽ sinh hạ một con trai mà ông đặt tên là Giêsu, vì chính người sẽ cứu dân mình khỏi tội. Khi tỉnh dậy, Giuse đã thực hiện như lời thiên thần Chúa truyền. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa. Kính thưa cộng đoàn phụng vụ, thế kỷ thứ 21 được gọi là tên là toàn cầu hóa. Tất cả sinh hoạt trên thế giới như diễn ra trong một hệ thống tương quan, được liên lạc chặt chẽ với nhau nhờ những phương tiện khoa học truyền thông, vệ tinh, internet, điện thoại di động, truyền hình. Trong đó, Facebook được gọi là thế giới không ngủ. Bất cứ lúc nào suốt 24/24 giờ, khi vào Facebook, bạn có thể gặp và trao đổi với một người nào đó.
Trong bối cảnh đó, các bài đọc lời Chúa trong lễ Thánh Giuse hôm nay cũng đưa chúng ta vào một thế giới không ngủ như thế. Thế giới đó luôn được nối mạng với Thiên Chúa, luôn có thể trao đổi với Chúa bất cứ giây phút nào, ngay cả những giây phút gọi là đang ngủ hay trong giấc mộng. Trong bài đọc một trích sách thứ hai Samuel chương 7 đã thuật lại cuộc trò chuyện giữa Thiên Chúa và tiên tri Nathan trong đêm lúc ông đang ngủ. Sách thứ hai Samuel kể lại rằng ngay đêm đó có lời Đức Chúa phán với ông Nathan rằng: "Hãy đi nói với tôi tớ của ta là David, Đức Chúa phán thế này: Ngươi mà xây nhà cho ta ở sao? Khi ngày đời của ngươi đã mãn và ngươi đã nằm xuống với cha ông, ta sẽ dòng cho dòng dõi ngươi đứng lên kế vị ngươi, một người do chính ngươi sinh ra, và ta sẽ làm cho vương quyền của nó được vững bền." Lời hứa của Thiên Chúa về một tương lai cho dòng dõi vua David cũng là tương lai cho toàn thể nhân loại, với một hình ảnh một vị vua cùng với vương quyền tồn tại muôn đời. Và cái điều này, lời tiên báo này được diễn ra trong đêm. Thiên Chúa ngỏ với tiên tri Nathan khi ông đang ngủ. Còn trong bài phúc âm, Thánh Matthew kể lại câu chuyện của một gia đình, Giuse và Maria. Gia đình này đang hình thành thì lại có nguy cơ bị đổ vỡ. Phúc âm kể lại, bà Maria đã đính hôn với ông Giuse, nhưng trước khi hai ông bà về chung sống, bà đã có thai do quyền năng Chúa Thánh Thần. Ông Giuse chồng bà là người gốc chính và không muốn tố giác bà, nên mới định tâm bỏ bà cách kín đáo. Ông đang toan tính như vậy thì kìa, sứ thần Chúa hiện đến báo mộng cho ông rằng: "Này ông Giuse, con cháu David, đừng ngại đón Maria vợ ông về, vì người con bà cưu mang là do quyền năng Chúa Thánh Thần. Bà sẽ sinh con trai và ông phải đặt tên cho con trẻ là Giêsu, vì chính người sẽ cứu dân người khỏi tội lỗi của họ." Kính thưa cộng đoàn, tương lai của một gia đình, tương lai của một gia đình nhân loại, tương lai của muôn dân được cứu thoát khỏi tội lỗi, lại được loan báo trong một cuộc trao đổi trong đêm, trong giấc ngủ với Thánh Giuse. Cuộc trao đổi này do Thiên Chúa chủ động thực hiện. Và trong bài đọc 2, Thánh Phaolô trong thư gửi tín hữu Roma đã cho thấy cuộc trao đổi nối mạng với Thiên Chúa được thực hiện trọn vẹn nhờ đức tin. Với niềm tin, Abraham đã đón nhận được lời Chúa hứa để cho Thiên Chúa thực hiện chương trình của Ngài trong cuộc đời của ông. Thánh Phaolô giải thích: "Bởi vậy, vì tin mà người ta được thừa hưởng lời Thiên Chúa hứa. Như thế, lời hứa là ân huệ Thiên Chúa ban không và có giá trị cho toàn thể dòng dõi ông Abraham. Ông là tổ phụ chúng ta hết thảy." Có những lúc như đêm tối mịt mù, Abraham vẫn tiến bước dưới sự soi sáng của đức tin. Và Thánh Phaolô đã diễn tả, mặc dù không còn gì để trông cậy, ông vẫn trông cậy và vững tin. Do đó, ông đã trở thành tổ phụ nhiều dân tộc, như lời Thiên Chúa phán: "Dòng dõi ngươi sẽ đông đảo như thế." Niềm tin của tổ phụ Abraham đã trở thành xúc động nơi Thánh Giuse. Ngài đã tin vào lời Chúa ngỏ với Ngài trong giấc mộng, và lập tức Ngài đáp trả và thi hành điều Thiên Chúa đề nghị. Thánh Matthew kể lại, khi tỉnh giấc, ông Giuse đã làm như sứ thần Chúa dạy và đón vợ về nhà. Kính thưa cộng đoàn, mừng lễ Thánh cả Giuse hôm nay, lời Chúa cũng đang ngỏ với mỗi lời người chúng ta. Trong cuộc sống, ai trong chúng ta cũng có những đêm tối của thử thách, của khó khăn, đau khổ. Và Thiên Chúa là người cha nhân từ yêu thương, luôn quan tâm và hướng dẫn chúng ta. Với một điều kiện là chúng ta có thể lắng nghe, tin tưởng
và mau mắn thi hành theo những hướng dẫn của Chúa trong những hoàn cảnh khó khăn ấy. Vào năm 2015, trong chuyến viếng thăm Philippines, Đức Giáo hoàng Francisco đã giới thiệu về tượng Thánh Giuse ngủ mà chúng ta thấy trước mặt tại đây. Thánh Giuse là một trong những vị thánh được Đức Giáo hoàng Francisco yêu thích nhất. Thánh lễ khai mạc của triều đại Giáo hoàng của ngài diễn ra vào ngày 19 tháng 3 năm 2013, ngày lễ thánh cả Giuse. Khi giới thiệu về bức tượng Thánh Giuse ngủ, Đức Thánh Cha đã giải thích với ba ghi nhận. Ghi nhận thứ nhất, ngài kể: "Tôi rất yêu mến Thánh Giuse, bởi vì ngài là một người tĩnh lặng và mạnh mẽ. Trên bàn của tôi có tượng Thánh Giuse đang ngủ. Ngay cả khi đang ngủ, Thánh Giuse vẫn đang chăm sóc giáo hội." Đức Thánh Cha chia sẻ: "Khi có một vấn đề gì khó khăn, tôi viết vào một miếng giấy để dưới tượng Thánh Giuse đang ngủ, và sau đó tôi có thể bình an đi ngủ." Tiếp đến, Đức Thánh Cha chia sẻ ghi nhận thứ hai: "Hình ảnh Thánh Giuse đang ngủ họa lại hình ảnh Thánh Ý Thiên Chúa đang ngỏ với ngài. Trong giây phút nghỉ ngơi trong Chúa, như là những lúc chúng ta nghỉ giải lao giữa lúc làm việc hàng ngày, chính lúc đó Thiên Chúa cũng đang nói với chúng ta." Và ghi nhận thứ ba: "Như Thánh Giuse, một khi chúng ta đã nghe tiếng Chúa nói, chúng ta phải tỉnh dậy khỏi giấc ngủ của chúng ta. Chúng ta phải đứng lên và hành động." Đức Thánh Cha Francisco nói rằng, trong lúc nghỉ ngơi trong Chúa như thế, chúng ta không bị tách ra khỏi thế giới. Ngược lại, chính đức tin mang chúng ta lại gần thế giới hơn. Vì lý do đó, Thánh Giuse là người cha mẫu mực cho gia đình Kitô hữu. Ngài đã vượt qua được những khó khăn của cuộc sống vì ngài đã biết nghỉ ngơi trong Chúa và nghỉ ngơi với Chúa. Kính thưa cộng đoàn, các linh mục cao niên trong giáo phận chúng ta cũng đã trải qua rất nhiều đêm tối, nhiều khó khăn trong đời sống linh mục, đời sống phục vụ, chăm sóc cho cộng đoàn giáo xứ tại giáo phận Phan Thiết này. Chính các ngài đã luôn bám chặt vào Thiên Chúa, đã biết tìm nương tựa nơi Chúa như một chỗ nghỉ ngơi để lấy lại sức, nhất là trong những lúc gặp thử thách khó khăn. Trong thánh lễ hôm nay, qua lời truyền cầu của Thánh cả Giuse, chúng ta cầu nguyện cho tất cả các linh mục cao niên trong giáo phận. Đồng thời, chúng ta dâng lên Chúa tất cả những đêm tối khó khăn của chúng ta, của giáo phận chúng ta. Xin Thánh Giuse giúp chúng ta được nghe những lời hướng dẫn của Chúa và mong mắn thi hành những hướng dẫn ấy. Lạy Thánh cả Giuse, xin truyền cầu cùng Chúa cho chúng con. Amen. Tôi tin kính một Thiên Chúa là Cha toàn năng, đấng tạo thành trời đất, muôn vật hữu hình và vô hình. Tôi tin kính một Chúa Giêsu Kitô, con một Thiên Chúa, sinh bởi Đức Chúa Cha, cứu Chúa muôn đời. Người là Thiên Chúa bởi Thiên Chúa, ánh sáng bởi ánh sáng. Thiên Chúa thần bởi Thiên Chúa thần, được sinh ra mà không phải được tạo thành, đồng bản thể với Đức Chúa Cha, nhờ người mà muôn vật được tạo thành. Vì loài người chúng ta là để cứu độ chúng ta, người đã từ trời xuống.
xuân về. Mời phép Đức Chúa Thánh Thần, người đã nhập về trong lòng Trinh Nữ Maria và đã làm người. Người chịu đóng đinh vào thập giá vì chúng ta, thời quan phong Sio Filato. Người chịu khổ hình và mãi tang, ngày thứ ba người sống lại như lời thánh kinh. Người lên trời ngự bên hữu Đức Chúa Cha, và người sẽ lại đến trong vinh quang để phán xét kẻ sống và kẻ chết. Nước người sẽ không bao giờ cùng. Hồi kinh kinh Đức Chúa Thánh Thần là Thiên Chúa và là Đấng ban sự sống. Người bởi Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con mà ra, người được phụng thờ và tôn vinh cùng với Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con. Người đã dùng các tiên tri mà phán dạy, hồi tin hồi thành duy nhất thánh hiền công giáo và tông truyền. Hồi thiên sơn có một phép rửa để tha tội. Hồi trong đời kẻ chết sống lại và sự sống đời sau. Amen. Anh chị em rất thân mến, Thánh Giuse đã được Thiên Chúa trao cho sứ mạng làm cha nuôi Đấng Cứu Thế và bảo vệ gia đình Nazareth. Bằng lòng tin mạnh mẽ, Ngài hết lòng cộng tác với ân Chúa để chu toàn cách trọn vẹn sứ mạng này. Trong tâm tình yêu mến và nhờ lời truyền cầu của Ngài, chúng ta cùng dâng lên Chúa những lời nguyện xin. Thánh Giuse đã thực hiện như lời Thiên Thần Chúa truyền. Chúng ta cầu xin Chúa cho các mục tử trong hội thánh, cánh riêng Đức Cha Giuse, cha tổng đại diện và quý cha đã nhận Thánh Giuse làm quan thầy, luôn biết lắng nghe và thường thí ý Chúa, để nhờ đời sống thánh thiện và gương sáng của các ngài, dân Chúa ngày thêm vững mạnh trong đức tin và dân Chúa được ca sáng. Xin Chúa nhậm lời chúng con. Thánh Giuse trải qua nhiều thử thách mà vẫn luôn trung thành vâng theo ý Chúa. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho mọi tín hữu trên khắp hoàn cầu, cánh riêng giới gia trường, biết noi gương thánh cả Giuse, can đảm vượt qua mọi gian nan thử thách và luôn tin thác vào tình yêu của Chúa. Xin Chúa nhậm lời chúng con. Thánh Giuse là mẫu gương cho những người sống đời thánh hiến. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho các linh mục hữu tri trong giáo phận biên kết hiệp đời mình với thầm gia Chúa Kitô bằng đời sống chiêm niệm, hy sinh và cầu nguyện. Xin Chúa nhậm lời chúng con. Thánh Giuse luôn vững tin vào tình yêu quan phòng của Thiên Chúa. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho công trình nhà hữu dưỡng linh mục giáo phận đường sự công tác nhiên tâm và đóng góp của mọi người để có thể hoàn thành trong thánh ý Chúa. Xin Chúa nhậm lời chúng con. Lạy Chúa, Chúa đã giao phó Đức Giêsu cho thánh cả Giuse và thánh nhân đã chu toàn sứ mạng của mình. Nhờ lời thánh nhân nguyện cầu thay nguyện giúp, xin ban cho chúng con được hồn an sắc mạnh và công trình nhà hưu dưỡng linh mục giáo phận được sớm hoàn thành trong tình yêu của Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen.
Amen. Là Cha toàn năng chấp nhận. Xin Chúa nhận vi lễ bởi tay Cha, để ta cùng tôn vinh danh Chúa và bôi cho chúng ta cùng toàn thể hội thánh người. Lạy Chúa, sứ thánh cả Giuse đã hết lòng phục vụ Đức Kitô, Con của Chúa, đấng sinh làm con Đức Trinh Nữ Maria.
Nay xin Chúa cũng rộng lòng ban cho chúng con một tâm hồn trong sạch ngay thẳng để cử hành lễ tế tại bàn thờ này. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Chúa ở cùng anh chị em. Và ở cùng cha. Hãy nâng tâm hồn lên. Chúng con đang hướng về Chúa. Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta. Thật là chính đáng. Lạy Chúa là Cha chi thánh, là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu. Chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc. Thật là chính đáng phải đạo và sinh ơn cứu độ cho chúng con. Trong ngày lễ kính Thánh cả Giuse, chúng con cùng tung hô, chúc tụng và ca ngợi Chúa. Thánh Giuse là người công chính, Chúa đã cho kết bạn với Đức Trinh Nữ, Mẹ Chúa Trời. Thánh nhân là tôi tớ trung tín và khôn ngoan, Chúa đã trao phó thánh gia cho người coi sóc, để người thay quyền Chúa gìn giữ Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con, là con một Chúa đã nhập thể bởi quyền năng Chúa Thánh Thần. Vì thế, toàn thể triều thần thiên quốc cùng ca ngợi, tôn thờ, kính sợ và hân hoan chúc tụng Chúa Uy Linh. Xin cho chúng con được đồng thanh với các ngài, thành khẩn tuyên xưng rằng... Thánh, 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 Chúa là Thiên Chúa các đạo minh, trời đất đầy vinh quang Chúa. Hoan hô Chúa trên các tầng trời, chúng công đấng ngự để nhân danh Chúa. Hoan hô Chúa trên các tầng trời. Lạy Chúa thật là đấng thánh, là nguồn mọi sự thánh thiên. Vì thế chúng con nài xin Chúa dùng ơn thánh thần Chúa thanh hoa những của lễ này để trở nên cho chúng con mình và mẫu Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Khi tự nguyện nộp mình chịu khổ hình, người cầm lấy bánh tạ ơn bẻ ra và trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình thầy sẽ bị nộp vì các con. Cùng một thể thức ấy, sau bữa ăn tôi, người cầm lấy chén cùng tạ ơn, trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu thầy, máu giao ước mới và vĩnh cửu, sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến thầy. Đây là mầu nhiệm đức tin. Lạy Chúa, chúng con loan truyền Chúa chiều chết và tuyên xưng Chúa sống lại cho tới khi Chúa đến. Vì vậy, lạy Chúa, khi kính nhờ con Chúa chịu chết và sống lại, chúng con dâng lên Chúa bánh trường sinh và chén cứu độ để tạ ơn Chúa, vì Chúa đã thương cho chúng con được xứng đáng hầu cận trước tôn nhan và phụng sự Chúa. Chúng con tha thiết nài xin Chúa cho chúng con khi thông phần mình và mẫu Đức Kitô được quy tụ nên một nhờ Chúa Thánh Thần. Lạy Chúa, xin nhớ đến hội thánh Chúa lan rộng khắp hoàn cầu để kiện toàn hội thánh trong đức mến, cùng với Đức Giáo Hoàng Phanxicô, Đức Giám Mục Giuse chúng con và toàn thể hàng giáo sĩ. Xin Chúa cùng nhớ đến anh chị em chúng con đang an nghỉ trong niềm hy vọng sống lại và mọi người
đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã ly trần trong tình thương của Chúa. Xin cho hết thảy được vào hương ánh sáng tôn nhan Chúa. Chúng con này xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hương sự sống đời đời cùng với Đức Trinh Nữ Maria, Mẹ Thiên Chúa, Thánh Giuse, Bạn Trăm Năm Đức Trinh Nữ, các Thánh Tông Đồ và toàn thể các Thánh đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại. Và cùng với các Ngài, chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa nhờ Đức Giêsu Kitô Con Chúa. Xin nhờ Người, với Người và trong Người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn năng, trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Amen. Vượt lệnh Chúa cứu thế và theo thể thức Người dạy, chúng ta dâng nguyện rằng: Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha ta sáng, nước Cha chỉ đến, ý Cha thể hiện, xây đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con xa trước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Lạy Chúa, xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ. Xin đoái thương cho ngày chúng con đang sống được bình an. Nhờ Chúa rộng lòng thương cứu giúp, chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biên đoan. Đáng khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô, đấng cứu độ chúng con. Vì vương quyền, vì lực và vinh quang là của Chúa đến muôn đời. Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin đừng chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của Hội Thánh Chúa. Xin đoái thương ban cho Hội Thánh được bình an và hợp nhất theo Thánh ý Chúa. Chúa hằng sống và hiên tri muôn đời. Amen. Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em và ở cùng cha. Anh chị em hãy chúc bình an cho nhau. Lạy tri ân Thiên Chúa, đấng xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con. Lạy tri ân Thiên Chúa, đấng xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con. Lạy tri ân Thiên Chúa, đấng xóa tội trần gian, xin ban bình an cho chúng con. Đấy chiên Thiên Chúa, đấy đơn xóa tội trần gian, phúc cho ai được mời đến dự tiệc chiến Thiên Chúa. Lạy Chúa, con chẳng đang Chúa ngự vào nhà con, nhưng xin Chúa phán một lời, thì linh hồn con sẽ lành mạnh.
sống chào đêm ngày. Tình Ngài yêu con khôn vời, từ khi chưa có đất trời, Chúa đã dù thương và chọn con từ trước muôn đời. Gọi chính tên con, âu yếm che chở từng phút giây. Nào có lo chi, Chúa dìu con những ngày khó nguy. Từ đêm vào bên lòng Chúa con.
tâm thần. Vì ngoài Ngài ra con tìm đâu, tìm đâu thấy mình an, tìm thấy mình an, nào có chi đâu đây. Ta cùng dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, trong thánh lễ mừng kính thánh cả Giuse, Chúa đã cho cộng đoàn chúng con được no thỏa tại bàn tiệc thánh này. Xin bảo vệ chúng con luôn mãi và duy trì nơi chúng con những ân huệ của Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Xin kính mời cộng đoàn an tọa. Giờ đây, cha hạt trưởng hạt Bắc Tuy đại diện cho mọi thành phần dân Chúa giáo phận Phan Thiết chúc mừng bổn mạng Đức Cha, cha tổng, quý cha và những ai đã nhận thánh cả Giuse làm quan thầy. Xin kính mời đại diện các giáo xứ, các đoàn thể dân quà cho Đức Cha tiến lên. Trọng kính Đức Cha Giuse, ngày 19 tháng 3 hôm nay, ngày mừng kính thánh cả Giuse, bổn mạng Giáo hội Việt Nam và cách riêng bổn mạng Đức Cha, được diễn ra trong một cái không gian rất là đặc biệt. Trước đây còn khô cằn, nhưng mà hôm nay có nhiều bóng cây xanh, phủ xanh đẹp. Rồi trong khung cảnh một thánh lễ đầm ấm, thánh thiện, tràn đầy niềm vui. Niềm vui tạ ơn Chúa, niềm vui bổn mạng Đức Cha, niềm vui hồng ân toàn xá trong ngày hành hương của năm thánh mừng kim khánh giáo phận tại đồi thánh Giuse. Mà tại nơi đây sắp đến sẽ có những thiết kế kiến trúc với những ngôi nhà xinh đẹp được dựng lên tôn tạo thêm vẻ linh thiêng, mỹ quan, mời gọi mọi người hãy đến cùng Thánh Giuse tại vùng đất thân thương nhà hữu dưỡng này. Hòa chung niềm vui vẫy gọi ấy, con xin được phép thay mặt cho quý cha, cho quý phó tế, quý bề trên, quý tu sĩ nam nữ, quý hội đồng mục vụ các giáo xứ, quý khách, các giới, các hội đoàn trong giáo phận và mọi người đang hiện diện ở nơi đây. Chúng con xin kính chúc mừng lễ bổn mạng Đức Cha Giuse hôm nay. Trọng kính Đức Cha, trong tuần vừa qua và đặc biệt trong thánh lễ sáng nay, các linh mục, các hội dòng, các giáo xứ và toàn thể dân Chúa trong đại gia đình giáo phận, thánh lễ tại thánh địa này hoặc tại các giáo xứ hay các cộng đoàn hội dòng đều hướng về Đức Cha và cầu nguyện nhiều cho Đức Cha. Chúng con tin rằng nhờ ơn Chúa, Mẹ Maria, Mẹ Thiên Chúa, bổn mạng giáo phận,
mẹ Maria Tà Bao chở che cùng với sự phù trợ của Thánh cả Giuse. Đức cha trong chức vụ Tổng Thư ký Hội đồng Giám mục Việt Nam và là giám mục chính tòa giáo phận, Đức cha đã thực hiện nhiều việc lớn lao, không chỉ trong tầm mức của giáo phận mà còn cho giáo hội Việt Nam nữa. Từ ngày khởi đầu năm thánh giáo phận ngày 1 tháng 1 vừa qua, Đức cha đã nỗ lực cho tổ chức cho mọi thành phần dân Chúa tham gia vào đời sống giáo hội đúng theo hướng đi năm 2024 của Hội đồng Giám mục Việt Nam, và cụ thể là những cuộc hành hương hàng tháng đã cho các giới, các hội đoàn tham dự tại Trung tâm Thánh Mẫu Tà Bao biết đối thoại trong thánh thần, sống tinh thần hiệp hành và sống tinh thần tích cực trong năm thánh của giáo phận. Tiếp đến với nghi thức mở án phong chân phước và phong thánh cho Đức cha Pierre Lambert de Lamotte ngày 13 tháng 1, được quý Đức cha, quý khách tham dự đánh giá là tốt đẹp và hoàn chỉnh. Tiếp đến việc chuẩn bị cho hội nghị Hội đồng Giám mục Việt Nam vào tháng 9 gần đây tại Trung tâm Thánh Mẫu Tà Bao, Đức cha đã quan tâm từ năm 2023 cho xây dựng những ngôi nhà lớn đón tiếp các đức giám mục Việt Nam, đồng thời mở ra một hướng nhìn về tương lai phát triển ổn định cho các cuộc tĩnh huấn và hành hương tại Trung tâm Thánh Mẫu này. Sứ vụ của Đức cha còn mở rộng ra ngoài giáo phận trong vị thế Tổng Thư ký Hội đồng Giám mục Việt Nam. Đức cha còn đại diện cho Hội đồng Giám mục Việt Nam cùng với Đức cha giáo phận Hà Tĩnh đi tham dự Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới về một giáo hội hiệp hành trong sứ vụ được tổ chức tại Roma vào tháng 10 sắp đến. Trong kính Đức cha, lược lại đôi nét hoạt động chính yếu ấy, chúng con thấy rõ sự bận rộn của Đức cha. Thế nhưng dù biết bao công việc, Đức cha vẫn luôn bình an. Mọi sinh hoạt trong giáo phận luôn tiến trình đều đặn. Cùng với Đức cha trong thánh lễ tạ ơn mừng mùa màng hôm nay, chúng con xin tạ ơn Chúa. Và đồng thời phần chúng con cũng xin cảm ơn Đức cha. Vì vậy mà mỗi dịp đến ngày mừng lễ bổn mạng Đức cha, chúng con cầu nguyện nhiều cho Đức cha và cố gắng góp phần chia sẻ với trách vụ mà Chúa và giáo hội trao phó nơi Đức cha. Thánh Bernardo khi nói về danh xưng tên gọi Thánh Giuse, thánh nhân giải thích Giuse nghĩa là thêm lên, nghĩa là dư dật. Vì vậy mà trong ngày mừng lễ bổn mạng Đức cha hôm nay, cộng đoàn đại gia đình giáo phận Phan Thiết, chúng con kính mừng, chúc mừng lễ bổn mạng Đức cha tràn đầy ơn phúc hồn xác, mọi điều thánh thiện nhờ sự phù trợ của Thánh cả Giuse. Ơn phúc ấy ngày càng được thêm lên, ngày càng được nhân lên và ngày thêm dư dật trong sứ vụ mục tử của Đức cha. Xin mời cộng đoàn biểu đội tràng hóng tay để chúc mừng sự thăng tiến này. Cũng trong dịp này, con xin được phép Đức cha để được thay mặt cho cộng đoàn chúc mừng cha tổng đại diện, chúc mừng 37 cha trong giáo phận, chúc mừng ngày lễ bổn mạng nhà hưu dưỡng tại vùng đất này và nhiều anh em gia trưởng được nhiều niềm vui thánh thiện và hạnh phúc đong đầy trong sứ vụ mục tử và nhiều điều tốt đẹp trong cuộc sống hàng ngày. Giờ đây với tất cả tâm tình yêu mến kính trọng,
Đức Cha. Gia đình giáo phận xin dâng lên Đức Cha những loại hoa tươi chất chứa niềm vui, lòng quý mến, cùng những lời kinh nguyện và những quà tặng dành biệt riêng kính dâng lên Đức Cha sáng nay. Giờ đây chúng con xin kính mời Đức Cha ban huấn từ cho cộng đoàn. Kính thưa toàn thể cộng đoàn, để kết thúc thánh lễ hôm nay, tôi có hai tâm tình gõ với cộng đoàn. Trước hết tôi xin cảm ơn mọi thành phần dân Chúa, các linh mục, các tu sĩ nam nữ, các chúng sinh, quý ông bà và cả các em thiếu nhi nữa đã và đang cùng với tôi có những tâm tình, lời nói và cả việc làm đầy lòng biết ơn đối với các linh mục cao niên trong giáo phận, cụ thể là công trình xây dựng nhà tu dưỡng này. Ước mong rằng công trình này sớm được hoàn thành tốt đẹp, cũng như từ năm ngoái tới năm nay, qua dịp kỷ niệm mừng ngày tôi chức chức linh mục, giám mục, cũng như ngày Tết, thì tất cả những quà mừng của giáo phận, của các thành phần dân Chúa trao tặng cho tôi xin đón nhận với lòng biết ơn, và tôi cũng xin được trao lại tất cả những món quà này từ năm ngoái tới năm nay cho cha quản lý để đóng góp chung vào công trình xây dựng nhà tu dưỡng này. Và cái hình ảnh mà lúc nãy cha quản hạt Bắc Tuy đã gợi lên về Thánh cả Giuse, tôi rất là thích cái hình ảnh tại giáo phận Phan Thiết. Chúng ta có Đức Mẹ Tà Bao, giờ đây chúng ta có nhà tu dưỡng Thánh Giuse, và nơi đây mỗi người có thể đến thăm kính viếng Thánh Giuse và thăm các cha cố. Đây là một cái hình ảnh, và nếu mà chúng ta nhìn về tượng Thánh cả Giuse tại đây, thì tượng Thánh Giuse không nhìn ra quốc lộ đâu, nhưng đang nhìn về phía nhà tu ở trước mặt tôi đây. Và chính cái hướng này, nếu mà nhìn thẳng, đây là mặt trời về phía đông, và ở sau Thánh Giuse là phía tây. Và hình ảnh của các cố nhà tu khi về rồi đang hướng về hướng tây, và Thánh Giuse dẫn Chúa Giêsu ra đứng tại hướng tây này để đón các cố sẽ về với Chúa ở trong vinh quang thiên quốc. Đó là một hình ảnh tôi đã chia sẻ lần trước trong cái dịp đặt viên đá cũng như khởi công xây dựng nhà tu này. Một hình ảnh nữa để cho thấy rằng Thánh Giuse không có một mình, nhưng mà luôn luôn Thánh Giuse có Đức Mẹ và Chúa Giêsu. Thì hình ảnh thật đẹp mà mỗi lần về Thánh Giuse, tôi vẫn nhớ về Thánh Giuse là bổn mạng của giáo hội Hoàn Vũ, bổn mạng của đặc biệt của giáo phận Việt Nam. Thì hình ảnh của nhà thờ chính tòa Hà Nội miền Bắc là bổn mạng Thánh Giuse, với tượng Thánh Giuse trước quảng trường của nhà thờ lớn chính tòa Hà Nội. Còn nhà thờ Đức Bà Sài Gòn thì trước quảng trường đó là tượng Đức Mẹ. Hình ảnh hai ông bà, ông ở đứng luôn ở đầu miền Bắc, bà đứng ở miền Nam, và hai ông bà luôn gìn giữ toàn thể giáo phận
Giáo hội Việt Nam ở trong tình thương để luôn gìn giữ toàn thể Giáo hội Việt Nam ở trong tình thương của Thiên Chúa. Thì hình ảnh đó ngày hôm nay có lẽ lần đầu tiên chúng ta chính thức cử hành thánh lễ tại cái đồi Thánh Giuse này. Thì ước mong rằng trong những tháng ngày sắp tới, chúng ta khi lên mọi thành phần dân Chúa cũng như khách hành hương lên thăm kính viếng Đức Mẹ Tà Bảo, thì xin mời tất cả mọi người cũng đến kính viếng Thánh cả Giuse tại đây. Và cùng với đó là tâm tình thứ nhất. Tâm tình thứ hai là nhân ngày đặc biệt mừng Thánh cả Giuse và cũng là mừng năm Thánh Kim Cánh Giáo phận Phan Thiết, thì tôi có nhận được một món quà của giáo xứ La Giày đã tặng tôi. Đó là một tượng Thánh Giuse ngủ và trước mặt chúng ta đây. Tôi muốn để đại tượng Thánh Giuse ngủ tại đây. Như trong thánh lễ tôi đã chia sẻ và chính Đức Thánh Cha đã chia sẻ kinh nghiệm của Ngài. Khi có một vấn đề gì khó khăn, tôi viết vào một miếng giấy để dưới tượng Thánh Giuse đang ngủ và sau đó tôi có thể bình an đi ngủ. Vì thế, trong giáo phận chúng ta ai có điều gì xin Thánh cả Giuse sẽ viết một miếng giấy và để dưới tượng Thánh Giuse ngay cái thùng khẩn tại đây. Thì chắc chắn Thánh Giuse âm thầm lắm. Nhưng mà một hình ảnh mà lúc nãy cha quản hạt Bắc Tuy nói là với Thánh Giuse thì hình ảnh tràn đầy. Nhưng mà tôi nghĩ cái hình ảnh tràn đầy này có nghĩa là đối với tôi vẫn chia sẻ với một số cha và một cơ số sơ và các em thiếu nhi nữa. Đó là Thánh Giuse luôn luôn tràn đầy và cho đủ. Lớn nào thế nào, Thánh Giuse cho đủ thôi. Và tôi cũng chỉ mong muốn được điều này, cầu xin Thánh Giuse cho đủ những gì mà cho từng người chúng ta, cho gia đình chúng ta, đặc biệt cho giáo phận chúng ta. Dù lớn, dù bé, Thánh Giuse luôn luôn cho đủ, đó là để trả. Nhưng mà thêm một cái hình ảnh nữa như tôi vừa chia sẻ, cái gì dư ở trong gia đình đó. Thì có lẽ kinh nghiệm mọi người cũng thấy, khi cần cái gì lớn bao giờ nói với bố, bố giải quyết xong. Nhưng mà cái gì thêm tắt thêm thì nói với mẹ. Thì chúng ta đến đây xin Thánh Giuse đầy đủ những cái gì mình đang cần thiết, và sau đó đến Đức Mẹ Tà Bảo xin thêm. Thì ba mẹ bao giờ cũng cho con dư. Chúng ta đã một vài tâm tình hôm nay cùng trong cái bầu khí năm thánh của giáo phận, và đặc biệt dành cho cái ngày hôm nay, dành cho các linh mục cao niên trong giáo phận. Thì tôi xin một lần nữa xin cảm ơn tất cả mọi người, và xin Thánh cả Giuse luôn gìn giữ, cầu bầu, bảo vệ từng người, từng gia đình và toàn thể giáo phận của chúng ta. Xin cảm ơn. Xin kính mời cộng đoàn đứng. Giờ đây chúng con xin kính mời Đức Cha làm phép tượng Thánh Giuse ngủ và dâng những phần quà vừa được mừng bổn mạng cho Thánh cả Giuse để lo cho công cuộc xây dựng nhà hưu dưỡng linh mục giáo phận Phan Thiết. Chúng ta cùng dâng lời cầu nguyện. Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, Chúa không chê bác việc tạc vẽ các ảnh tượng thánh thiêng, để mỗi lần con mắt thể xác chiêm ngưỡng những ảnh tượng đó, chúng con cũng được dùng con mắt ký ức để suy niệm về các hành vi và gương sống thánh thiện của các ngài và bắt chước.
Chúng con nài xin Chúa làm phép và thánh hóa tượng ảnh này để tôn kính và tưởng niệm đến Thánh cả Giuse. Xin Chúa đoái thương chúc phúc cho những ai siêng năng tôn kính Thánh cả Giuse trước ảnh tượng này, thì được Chúa ban ơn thánh ở đời này và ơn phúc được tham dự cuộc sống vĩnh cửu ở đời sau. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Giờ đây mời Thầy Phó Tế công bố phép lành tòa thánh tại giảng đài. Đức cha đáng kính Giuse Đỗ Mạnh Hùng, nhờ ơn Thiên Chúa và Tòa Thánh làm giám mục giáo phận Phan Thiết này, nhân danh Đức Thánh Cha Francisco sẽ ban phép lành với ơn toàn xá cho mọi người đang ở đây có lòng ăn năn tội và rước lễ. Vậy anh chị em hãy cầu nguyện cho Đức Thánh Cha Francisco, cho Đức Giám mục Giuse Đỗ Mạnh Hùng và cho Hội Thánh Mẹ chúng ta. Và anh chị em hãy sống thánh thiện, tiến bước trong sự hiệp thông hoàn toàn với Hội Thánh. Sau bài hát kết lễ, xin kính mời quý cha đồng tế chụp hình lưu niệm với Đức Cha tại lễ đài. Sau đó, xin kính mời quý cha quý tu sĩ nam nữ nhận một phần ân nhẹ của ban tổ chức. Giờ đây, kính mời cộng đoàn cúi đầu nhận phép lành tòa thánh với ơn toàn xá. Chúa ở cùng anh chị em. Và ở cùng cha. Thiên Chúa là vinh quang và nguồn vui của các thánh, đã cho anh chị em được nâng đỡ nhờ những lời tuyệt cầu, tuyệt thảo. Xin Chúa cho anh chị em được tràn đầy phúc lành bởi trời. Amen. Thiên Chúa đã muốn quy tụ trong con của Người mọi con cái tản mát khắp nơi. Xin Người ban cho anh chị em trở nên đền thờ của Người và ngôi nhà của Chúa Thánh Thần. Amen. Như những người đã được phúc thanh tẩy, xin cho anh chị em được Thiên Chúa ở cùng và được hưởng phần gia nghiệp hạnh phúc muôn đời cùng với toàn thể các thánh. Amen. Nhờ lời cầu bầu của hai thánh tông đồ Phêrô và Phaolô, xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em. Amen. Lễ xong chúc anh chị em đi bình an. Amen. Chúa. Cảm tạ Thiên Chúa, 50 năm biết bao hồng ân giáo phận chúng con ngày đêm an bình tươi sáng.
ban tràn lan trên khắp muôn nơi. Hân hoan bên Chúa yêu người hạnh phúc tuyệt vời. Qua ngàn gian khó muôn ơn Thiên Chúa luôn tặng ban. Có mẹ dấu yêu hằng luôn bao bọc nâng đỡ. Muôn muôn tiếng ca hòa vang câu hát tri ân. Xin tôn vinh Chúa danh người ngời sáng muôn đời. Năm mươi năm hồng ân tràn chứa luôn thân con nhớ mẹ Thiên Chúa. Trong tình yêu cùng mẹ vui sống yêu thương nhau rất gieo tình mừng. Hồng ân tràn chứa luôn thân hoan nhờ mẹ Thiên Chúa. Trong tình yêu cùng mẹ vui sống yêu thương nhau rất gieo tình mừng. Theo ý của Đức Cha Giuse, xin kính mời quý cha tiến lên chụp tấm hình chung với ngài trong ngày mừng bổn mạng. Xin kính mời quý cha.